Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài Em làm được những gì? Trang 32, 33 của vừa bài tập toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo học kỳ 2. Bài tập số 1 yêu cầu các bạn là khoanh vào là cái chữ cái trước ý trả lời đúng. Ý A là một số nào đấy khi nhân với 8 thì bằng 1600. Muốn tìm thừa số chưa biết, kem lấy tích chia thừa số đã biết. Tức là lấy 1600 kem chia cho 8. Ta có 16 chia 8 bằng 2. Đấy, 0 chia 8 bằng 0 và 0 chia 8 bằng 0. Như vậy kết quả ở đây sẽ là bằng 200. Kem có thể đặt phép chia theo hàng dọc thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng 200. Tiếp theo là ý B. Một số nào đấy khi chia cho 6 bằng 600. Ở đây là muốn tìm số bị chia thì các em sẽ lấy thương nhân với số chia. Tức là các em sẽ lấy 600 nhân với 6. 600 nhân với 6 thì bằng 3600. Vậy đáp án đúng chính là đáp án A. Tiếp theo sang ý C. Ý C là 3 nhân với bao nhiêu đấy để bằng 900. Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích chia thừa số kia. Như vậy các em sẽ lấy 9000. 3 nhân bao nhiêu đấy bằng 9000. Như vậy là chúng ta sẽ lấy 9000 chia cho 3. 9000 chia cho 3 các em có thể nhập luôn là bằng 3000. Vậy các em sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án A. Xong được bài tập số 1, những ai chưa xong bài tập số 1 các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 2. Nối các biểu thức với giá trị. Nối các biểu thức có giá trị bằng nhau. Vậy thì để nối được thì trước tiên các em sẽ đi tính giá trị các biểu thức này cho cô. Cô có biểu thức đầu tiên là 5000 nhân với 1 thì vẫn bằng 5000. Các em có thể lấy bút chì các em ghi kết quả là 5000 vào này. Được chưa? Những cái nào nhầm được chúng ta nhầm luôn. Còn những cái nào mà cần đặt phép tính thì lát nữa cô và các em chúng ta sẽ đặt sau nhé. Ta có 4000 nhân 2 thì bằng 8000 này. 5000 chia 1 thì vẫn bằng 5000 này. Được không? Đấy, ghi kết quả, các em có thể lấy bút chì em ghi. 4 nhân với 2000 thì bằng 8000 này. Rồi, 1530, các em nhân với 2. Cô nhầm luôn. 2 nhân 0 bằng 0. 2 nhân với 3 bằng 6. 2 nhân 5 bằng 10, biết không, nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2, nhớ 1 bằng 3. Kết quả là bằng 3060. Cái này chúng ta cũng cộng luôn. 0 cộng 0 bằng 0 này. 3 cộng 3 bằng 6 này. 5 cộng 5 bằng 10, viết không, nhớ 1 này. 1 cộng 1 bằng 2, nhớ 1 nữa bằng 3 này. Sau khi các em tính kết quả của các phép tính thì bây giờ chúng ta sẽ nối đến. Những cái phép tính nào có cùng giá trị thì em nối đến, đúng không? Cái biểu thức này chúng ta tính ra là bằng 5000. Cái này cũng bằng 5000. Như vậy là hai biểu thức này có kết quả bằng nhau đấy các em. Các em sẽ nối hai biểu thức này với nhau. Rồi, tiếp theo, hai biểu thức này có cùng kết quả là bằng 8000. Các bạn sẽ nối hai biểu thức này với nhau. Tiếp theo nữa, hai biểu thức này có giá trị cùng bằng là 3060. Các em sẽ nối hai biểu thức này với nhau. Tiếp theo, sang bài tập số 3. Những ai chưa xong bài tập số 1, 2, các em hãy dừng một chút để làm xong hai bài tập 1, 2 nhé. Cô chuyển bài tập số 3 ý A như sau. Đặt tính rồi tính. Ở đây chúng ta có các cái phép toán nhân chia. Các em sẽ đặt tính theo hàng dọc. Ta có phép tính đầu tiên 1342. 1342. Các em đi nhân với 2. Các em nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Chúng ta nhân hàng đơn vị trước. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 3 bằng 6, viết 6. Và 2 x 1 bằng 2, viết 2. Kết quả của phép nhân bằng 2684. Tiếp theo, chuyển sang ý B, 1605. Ý B, 1605
Kem đi nhân với 6. Kem cũng nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Nhân hàng đơn vị trước. 6 x 5 bằng 30. Biết không nhớ 3. 6 x 0 bằng 0, nhớ 3 nữa, bằng 3. 6 x 6 bằng 36. Biết 6, nhớ 3. 6 x 1 bằng 6, nhớ 3 nữa, bằng 9. Kết quả bằng 9.630. Chuyển sang ý tiếp theo, ý C. Có 3.603. Kem đi chia cho 3. Kem cùng nhẩm với cô, ta có 3 chia 3 bằng 1, viết 1, nhân lên 1 x 3 bằng 3, chúng ta nhẩm luôn 3 trừ 3 bằng 0, hạ chữ số 6, hàng trăm xuống, 6 chia 3 được 2, nhân lên 2 x 3 bằng 6, kem lấy 6 trừ 6 bằng 0, hạ tiếp chữ số 0, hàng chục xuống, 0 chia 3 bằng 0, 0 x 3 bằng 0, 0 trừ đi 0 thì cũng bằng 0. Hạ tiếp chữ số 3 hàng đơn vị. 3 chia 3 bằng 1. 1 x 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Đây là một phép chia hết. Kết quả của phép chia bằng 1.201. Sang ý D. 6.879. Kem đi chia cho 9. Sáu không chia được cho 9, kem lấy 68 chia cho 9. 68 chia 9 được 7 lần. 7 x 9 bằng 63. Kem lấy 68 trừ đi 63 thì còn 5. Hạ 7 xuống. 57 chia cho 9 thì được 6 lần. 6 x 9 bằng 54. 57 trừ đi 54 còn 3. Hạ 9 xuống. 39 chia cho 9 thì được 4 lần. 4 x 9 bằng 36. 39 trừ đi 36 thì số dư bằng 3. Đây là phép chia có dư. Kết quả của phép chia bằng 764, dư 3. Tiếp theo sang bài tập số 4. Những ai chưa tính xong, chưa đặt tính và tính xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại một chút để các em làm xong bài tập số 3. Câu chuyển bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn là tính theo mẫu. Người ta cho các bạn số đã cho này. Bây giờ là gấp lên 2 lần này. Khi mà gấp lên bao nhiêu lần thì các em sẽ đi làm phép nhân, đúng không nào? Các em sẽ lấy số đã cho, các em nhân với số lần gấp lên. Vậy ở đây là gấp lên 2 lần thì chúng ta lấy 2.210. Các em nhân 2. 2 x 0 bằng 0. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4 và 2 x 2 bằng 4. Như vậy, cái số 2.210 khi gấp lên 2 lần thì bằng 4.420. Vậy ở đây, các em sẽ điền cho cô là 4.420. Tiếp theo, một số khi gấp lên 2 lần, số nào đấy chúng ta chưa biết. Nhưng một số này chưa biết. Khi gấp lên 2 lần, tức là khi nhân với 2, thì bằng 3.352. Như vậy, đây là thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, các bạn lấy tích chia thừa số đã biết. Như vậy, lấy 3.352, kem đi chia cho 2. 3 chia 2 được 1. 1 x 3, 1 x 2 bằng 2. 3 trừ đi 2 thì bằng 1, hạ 3 xuống. 12 chia cho 2 thì bằng được 6 lần. 6 x 2 bằng 12, 13 trừ đi 12 thì được 1, hạ 5. 15 chia 2 bằng 7 lần, 7 x 2 bằng 14, lấy 15 trừ đi 14 thì còn 1, hạ tiếp chữ số hàng đơn vị. 12 chia 2 bằng 6, 6 x 2 12, 12 trừ 12 hết. Như vậy, cái số cần tìm ở đây chính là 1.676.
Vậy ở đây các em sẽ điền là 1676. Câu chuyển tiếp sang bài tập số 5. Những ai mà chưa xong các bài tập trên, các em hãy dừng một chút để các em làm cho xong. Chuyển bài tập số 5 như sau. Một trang trại nuôi bò và gà. Trong đó có 1.020 con bò. Số con gà trang trại nuôi thì gấp 8 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà? Như vậy ở đây này, trang trại này là có bao nhiêu? Có 1.020 con bò. Để như này thì chia như thế này thì cô muốn viết tổng tắt một bên nhưng mà sợ là không đủ chỗ viết đáp số đây. Chúng ta có là có này 1.020 con bò. Con gà thì số gà thì gấp 8 lần số bò. Hỏi trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà? Vậy bò thì có 1.020 con. Gà thì gấp 8 lần bò. Hỏi là có tất cả bao nhiêu con bò và gà? Có bao nhiêu con bò và gà? Tức là cả bò và gà có tất cả là bao nhiêu con? Muốn biết cả bò và gà có tất cả bao nhiêu con thì trước tiên Kem sẽ tìm cho cô là số con gà. Trang trại có số con gà là trang trại nuôi số con gà là số con gà ở đây gấp 8 lần số con bò. Như vậy các em sẽ lấy số con bò là 1.020. Các em nhân 8 lên. 8 nhân 0 bằng 0. 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 nhân 0 bằng 0 nhớ 1 bằng 1 và 8 nhân 1 bằng 8. Như vậy là cái trang trại này là có 8.160 con gà. Được số con gà rồi, biết được số con bò rồi thì chúng ta sẽ tìm là xem thử là tổng số gà và bò là có bao nhiêu con nhé. Có tất cả số con bò và gà là có tất cả số con bò và gà thì các em sẽ lấy số con bò là 1.020. Các em cộng với số con gà là 8.160. Xem tổng có tất cả bao nhiêu con. Ta nhẩm luôn, 0 cộng 0 bằng 0, viết 0 này. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8 này. 0 cộng 1 bằng 1, viết 1 này. 1 cộng 8 bằng 9, viết 9 này. Như vậy là tổng số con bò và gà ở đây là 9.180 con. 9.180 con bò và gà. Xong bài tập số 6. Ai chưa xong bài tập số 5, các em hãy dừng lại làm xong. An có 1 lít sữa, An để phần ông bà là 500 ml sữa. Phần còn lại An rót đều vào hai cốc. Hỏi mỗi cốc đựng bao nhiêu ml sữa? Như vậy là có 1 lít sữa, tức là có 1.000 ml sữa đấy. Đấy, phần ông bà 500 ml.
còn lại rót vào 2 cốc. Có này. Là 1 lít sữa. 1 lít sữa thì sẽ bằng là 1.000 ml. 1 lít thì bằng 1.000 ml, được chưa? Phần ông bà là 500 ml. Còn lại thì rót vào 2 cốc. Còn lại thì rót vào 2 cốc. Hỏi là mỗi cốc bao nhiêu ml sữa? Có bao nhiêu ml sữa ở mỗi cốc? Bao nhiêu ml sữa mỗi cốc? Như vậy, trước tiên Kem sẽ tìm cho cô là cái phần sữa còn lại. Có 1.000 ml sữa mà phần ông bà 500 ml rồi, thì chúng ta sẽ tìm cái phần sữa còn lại. Trước tiên, Kem sẽ tìm cho cô phần sữa còn lại. Phần sữa còn lại thì Kem lấy tổng sữa là 1.000. Kem trừ đi 500 ml sữa đã phần cho ông bà. Như vậy là 1.000 trừ đi 500 thì còn lại 500 ml. Bây giờ còn lại 500 ml này chúng ta rót đều vào 2 cốc. Như vậy mỗi cốc có số sữa là số sữa trong mỗi cốc là 100 ml sữa trong mỗi cốc. Thì các em sẽ lấy số sữa còn lại là 500. Các em chia cho 2. Chia đều cho 2 cốc mà. 500 chia cho 2 thì mỗi cốc sẽ là 2.500. À xin lỗi các bạn, 250. 2.500 chia cho 2 thì là 250. Như vậy là mỗi cốc sẽ có 250 ml sữa. Mỗi cốc có 250 ml sữa. Trên đây là chúng ta đã xong được bài tập số 5 và bài tập số 6. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang cái phần vui học. Những ai chưa xong hai bài tập số 5, số 6, các em có thể dừng một chút để tiếp tục làm xong hai bài tập 5, 6. Cô chuyển sang bài tập vui học như sau. Ở đây chúng ta thấy có 3 con vật. Đó là có con gà này. Có con gà này, con chó này và có một chú mèo ở đây. Người ta cho là biết là cái con gà này cân nặng 2.500 g. Gà bảo là tôi nặng 2.500 g. Bạn chó này thì bảo là gì? Tôi nặng gấp đôi bạn gà. Gấp đôi tức là gấp mấy lần? Gấp đôi tức là gấp 2 lần. Như vậy, các em sẽ lấy cái cân nặng của gà này, các em nhân 2 lên thì sẽ được cân nặng của bạn chó, đúng không? Như vậy thì các em sẽ lấy là 2.500. Các em đi nhân 2 lên. 2 nhân 0 bằng 0. 2 nhân 0 bằng 0. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. Như vậy là cái cân nặng của bạn chó này là 5.000, 5.000 g. Đấy, 5.000 g. Mà cứ 1.000 g thì bằng 1 kg. 1 kg thì bằng 1.000 g. Như vậy 5.000 g thì sẽ bằng 5 kg. Như vậy là bạn chó này cân nặng là 5 kg. Kem tính ra là bằng 5.000 g thì nó bằng 5 kg, đúng chưa? Này, bạn mèo nói rằng là bạn gà nặng gấp đôi tôi. Bạn gà này thì gấp đôi tôi. Như vậy là bạn mèo này muốn tìm cân nặng của mèo thì chúng ta sẽ lấy cân nặng của gà, kem chia cho 2. Chia cho 2 tức là lấy 2.500. Kem đi chia cho 2 để tìm cân nặng của con mèo này. Đấy, 2 chia 2 bằng 1, viết 1.
2 nhân 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, hạ 5 xuống. 5 chia 2 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4, lấy 5 trừ đi 4 thì còn 1, hạ chữ số 0 hàng trực xuống. 10 chia 2 bằng 5. 5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, hạ tiếp chữ số 0 hàng đơn vị. 0 chia cho 2 thì bằng 0. 0 nhân 2 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy là cân nặng của con mèo là bằng 1250g. 1250g kem tách ra bằng 1000g cộng với 250g. Đúng chưa? Thế 1000g này chính là bằng 1kg. Như vậy là chú mèo này sẽ nặng là 1kg và 250g. Đấy, 1kg và 250. Vậy các em sẽ điền vào đây là mèo cân nặng 1kg này và 250g. Trên đây cô và các em đã vừa đi xong được bài Em làm được những gì, trang 32-33, vừa bài tập toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo học kỳ 2. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.